Chào mừng quý vị và các bạn đến với bài tĩnh nguyện phiên bản ghi âm được thực hiện bởi mục vụ Lời sống hàng ngày. Bài suy gẫm hôm nay của chúng ta có tựa đề Bạn có thể than khóc, dựa trên phân đoạn Kinh Thánh nền tảng được chép trong Ca Thương đoạn 3 từ câu 19 đến câu 26. Xin Chúa nhớ đến nỗi phiền ưu và cảnh đời lưu lạc của con, chỉ có ngại cứu và mật đắng. Con vẫn luôn nhớ đến điều đó, linh hồn con mòn mỏi trong con. Nhưng khi nhớ lại điều đó thì con có niềm hy vọng. Nhờ lòng nhân từ của Đức Giê-hô-va mà chúng ta không bị tiêu diệt. Lòng thương xót của Ngài không bao giờ dứt. Mỗi buổi sáng, lòng thương xót của Chúa tươi mới luôn. Sự thành tín Ngài lớn biết bao. Tôi tự nhủ, Đức Giê-hô-va là sản nghiệp tôi, nên tôi hy vọng nơi Ngài. Đức Giê-hô-va nhân từ với những ai trông đợi Ngài, với linh hồn nào tìm kiếm Ngài. Thật tốt cho người yên lặng trong chờ ơn cứu rỗi của Đức Giê-hô-va. Và câu Kinh Thánh hôm nay chúng ta cần ghi nhớ được chép trong Ca Thương đoạn 3 câu 25. Đức Giê-hô-va nhân từ với những ai trông đợi Ngài. Tôi quỳ gối xuống sàn nhà và tuôn trào nước mắt. Tôi khóc: Chúa ơi, sao Ngài không quan tâm đến con? Đó là thời gian đại dịch COVID-19 năm 2020. Tôi đã thất nghiệp gần một tháng và đơn xin trợ cấp thất nghiệp của tôi lại gặp trục trặc. Tôi vẫn chưa nhận được bất kỳ khoản tiền nào và chi phiếu kích cầu mà chính phủ Hoa Kỳ hứa vẫn chưa đến. Trong sâu thẳm, tôi tin rằng Chúa sẽ giải quyết mọi việc. Tôi tin rằng Ngài thật sự yêu tôi và sẽ chăm sóc tôi. Nhưng trong giây phút đó, tôi cảm thấy mình bị bỏ rơi. Sách Ca Thương nhắc cho chúng ta nhớ rằng chúng ta có thể than khóc. Quyển sách này dường như được viết trong khoảng thời gian người Babylon hủy phá Jerusalem năm 587 trước Công Nguyên, hoặc không lâu sau đó. Sách Ca Thương mô tả nỗi đau đớn, sự áp bức và nạn đói mà dân sự phải đối diện. Tuy nhiên, ở phần giữa sách, tác giả nhớ lại lý do ông có thể hy vọng. Nhờ lòng nhân từ của Đức Giê-hô-va mà chúng ta không bị tiêu diệt. Lòng thương xót của Ngài không bao giờ dứt. Mỗi buổi sáng, lòng thương xót của Chúa tươi mới luôn. Sự thành tín của Ngài lớn biết bao. Bất chấp sự tàn phá, tác giả vẫn nhớ rằng Đức Chúa Trời luôn thành tín. Đôi khi dường như không thể tin rằng Đức Giê-hô-va nhân từ với những ai trông đợi Ngài, với linh hồn nào tìm kiếm Ngài, đặc biệt khi chúng ta không nhìn thấy kết cục của sự đau khổ. Nhưng chúng ta có thể khóc với Chúa, tin rằng Ngài lắng nghe và Ngài sẽ thành tín để giúp chúng ta vượt qua. Điều gì khiến bạn khó thấy tin cậy Chúa trong ngày hôm nay? Điều gì sẽ giúp bạn cảm thấy thoải mái để than khóc với Ngài? Chúng ta cùng nhau cầu nguyện. Lạy Cha, con cần Ngài ngay lúc này. Xin giúp con tin cậy rằng Ngài sẽ giúp con vượt qua mọi hoàn cảnh khó khăn. Amen. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe phiên bản ghi âm bài tĩnh nguyện hôm nay. Chương trình được thực hiện bởi mục vụ Lời sống hàng ngày.